tới chỗ giáp với cái cung từ mé mép đường vô khoảng từ 1,5 m kiểm tra một số báo cáo tôi các chị. Tôi và đồng chí Phong trực tiếp chỉ huy ở cung giao cho hai chiếc chỉ huy của xã dẫn đi quét mạnh mạnh coi. Ta đang xem lực lượng dân quân tự vệ dùng vệ sinh bậy đánh lùm nhau ai công việc vệ sinh ở trên dọc theo tuyến đường nha các bạn. Ha 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 ha.